Mà xin chào các bác nha. Mình giới thiệu của bác là một siêu phẩm 1 lít nè, do UCC môi trời. Mẫu này là còn gọi là nồi phân khúc là cao cấp nhất của hãng UCC. Cao cấp thì ở đây, cao cấp nó là một thời là nó có nè AI là trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt nó là nó có hút chân không. Đó, thì trong những cái dòng nồi cơm, kể cả do ma mút hay là những con cửa điện sau này cũng không có hút chân không, và cũng không có gọi là AI. Thì bác nào mà mình kiểu như mà thích nồi đồng có đá mà chức năng nhiều cơm ngon thì mua nồi này. Còn rất là mới đẹp nha các bác. Một dòng các bác xem, em quay giờ có thông số. Thì đây là cái thông số của nồi nha. Thì đây là cái thông số điện áp 100 công suất 1330W. Các bác xài 110 vẫn được nha. Hiện tại em đang bán cục đổi nguồn điện 2000W để cho các bác nấu nồi cơm này, với giá là 550 ngàn, cục 3000W. Các bác nấu được hai nồi cơm cùng lúc. Thêm một cái mà em nói cho các bác kiểu như là mình biết về thêm, thì cái nồi này môi trời này nha, thì nó thành lập là nó sản xuất ra vào năm 2011, 12, 13, thì nó chỉ có cái môi trời này thôi, và nó có hút chân không y như em nói vậy đó. Này, phiên bản là giới hạn. Đây, nồi cũng là sản xuất tại Nhật, Model in Japan, Made in Japan đó. Và thông số thì cũng như trên cũng vậy thôi. Đặc biệt cái nồi là áp suất cũng rất là cao. Chung là quay đi quay lại cho các bác xem cho nó kỹ, rồi mình mua cho nó dễ thì cũng gì. Đây là nồi của mình là 29,4 K3 là cái áp suất. Thì trong những cái dòng nồi cơm thì vô gì á, những cái mẫu như thế này là áp suất rất là cao nha. Cơm rất là ngon, khi mà cái mình tắt hơi nó sẽ bay cao lên, nó cả mét luôn các bác. Thì bây giờ nồi tắt cho em nè. Đặc biệt nữa là em này là có giảm đường cho mình, cho những bác mà ăn kiêng, tránh trường hợp mình bị tiểu đường, để mình ấy làm test nó còn nước nữa các bác thấy không, đó nước đang chảy thứ đúng không. Vô hàng thì cũng phải test ok ngon lành thì mới đưa đến tay các bác được chứ. Các bác yên tâm nha, em bao nguyên viên nè. Em nó nhiễu nước xuống rồi em lau cái nha. Đây, lòng đẹp nha các bác. Mà đặc biệt mẫu này là lòng như thế nào, lòng hai đáy, còn gọi là nó là bạch kim đó, khung bạch kim kết hợp platinum, là có bọc gốm các bác, bọc gốm lớp sàn sàn bọc gốm nha các bác. Bên trong cũng sạch đẹp nè. Bây giờ không để mất thời gian, em cắm điện và em báo giá luôn cho nó nhanh gọn. Thì kênh của em thì bán cái giá công khai, thì các bác cứ mua hàng yên tâm về cái giá cả nha, em để cái giá được tốt nhất cho các bác đó. Thì cắm điện vào thì màn hình sáng, màn hình led, thì bấm lúc này là nấu cho em nè, còn lúc này là tắt. Rồi, nấu xoay nấu sáo thì bấm vào đây cho em đó, được chức năng ưng ý mình nấu thì mình nấu lúc này, mình tắt lúc này cho em. Lúc này chọn gạo, gạo trắng không cho gạo lứt, mình chài gạo trắng trên đây cho em nha. Đó, còn bấm đây là gạo lứt, mình tắt đi cho nó trở về cái gạo trắng. Đó, còn mình chỉnh qua đây, nấu. Mình chỉnh qua đây cho em. Chức năng nấu ngon 8-6 phút. Rồi, không nấu tắt. Này, hẹn giờ. Không sáng, không chiều. Đây, đồng hồ trên anten chứng tỏ hàng máy rất là bình thường. Bấm nút là nấu cho em thôi. Thì đúng giờ này có cơm mà các bác ăn trước giờ này tầm 1 tiếng, hoặc là 7 mấy phút, 6 mấy, 5 mấy, tùy theo mình chỉnh thôi. Nút giữ ấm, bấm một cái giữ ấm các bác, bấm thêm một cái là giữ nóng đó, không vừa xài thì tắt. Hiện tại mẫu này em đang sale giá yêu thương cho các bác luôn nha, là 2,9 triệu. Thì những mẫu này em sẽ bán hơn cái giá này rất là nhiều, tầm 3 triệu rưỡi nha. Những cái mẫu đối này em nhập được cái giá tốt. Hiện tại thì em cũng đang sale còn duy nhất một cái thôi, hôm trước giờ được hai cái em đã bán một khách Hà Nam rồi, còn một cái này thì giá 2,9 triệu. Thì các bác mua hàng thì khỏi có thắc mắc về giá trị, thì tiền nào của nấy thôi, em đảm bảo là ok với các bác tốt nhất. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi video nha. Ơn mẫu này chụp màn hình gửi qua Zalo cho em là 0919407501. Em ship hàng toàn quốc có cọc. Em bảo hành 3 tháng bao nguyên yên.